thân chào bạn chúng ta đã học cách viết quảng cáo AdWords sao cho thu hút tuy nhiên đây chỉ là một phần của vấn đề chúng chỉ giúp ta mời gọi được nhiều khách viếng thăm website nhưng vẫn chưa đủ thưa các bạn vì có nhiều khách viếng thăm mà website không tối hóa thì ta vẫn không bán được hàng hoặc nếu có bán được thì chỉ một tỷ lệ nhỏ cơ hội bán hàng bị lãng phí rất lớn trong bài học này tôi hướng dẫn các bạn cách tối hóa trang đích tiếng Anh gọi là landing page để tăng hiệu quả bán hàng. Chúng ta bắt đầu bài học tối ưu hóa trang đích để tăng hiệu quả quảng cáo Google AdWords. Mục tiêu của bài học là hướng dẫn cho học viên cách quy hoạch trang đích landing page để đạt hiệu quả bán hàng cao từ quảng cáo AdWords. Vậy vì sao ta phải tối ưu hóa trang đích? Trước tiên tôi xin khẳng định một cách chắc chắn, trang đích không hiệu quả đồng nghĩa với bán hàng thất bại Nói cách khác bán hàng không hiệu quả. Vì sao vậy? Dù quảng cáo hay đến đâu, nếu trang đích không phù hợp thì khi khách đến website, họ sẽ không thực hiện hành động mà ta mong muốn như mua hàng, đăng ký thành viên, vân vân. Khi đó tất cả chi phí quảng cáo thu hút khách hàng đều lãng phí. Quảng cáo càng hay thì tốn tiền càng nhiều và lãng phí càng cao. Các nghiên cứu cho thấy, khách viếng thăm website thường rời khỏi chỉ sau 5 đến 7 giây nếu họ không cảm thấy thuyết phục Nói cách khác, họ không bỏ công sức lục lọi để tìm thông tin trên website. Nếu không lập tức tìm thấy thông tin mình quan tâm hoặc không cảm thấy thuyết phục, họ sẽ rời khỏi ngay. Trang đích hiệu quả giúp tối đa chuyển đổi, tiếng Anh gọi là conversion, từ khách viếng thăm thành khách hàng tiềm năng leads và khách mua hàng. Khi đó, quảng cáo càng nhiều, lợi nhuận càng cao. Đây là điểm cốt lõi quyết định sự thành bại của bán hàng online. Trang đích được xây dựng hiệu quả không chỉ phát huy tác dụng đối với nguồn khách hàng từ Google AdWords mà còn có tác dụng đối với tất cả các nguồn traffic khác như quảng cáo Facebook, SEO, email marketing, vân vân. Điều này có ý nghĩa là lợi nhuận càng lớn. Trang đích tối hóa còn giúp giảm đơn giá nhấp chuột, cost per click. Như đã đề cập trước đây, Google tưởng thưởng cho các trang đích được tối hóa. Khi đó, các trang đích được cho điểm chất lượng cao hơn Nhờ đó mà vị trí xếp hạng quảng cáo cao hơn mặc dù là giá nhấp chuột giảm. Từ đó website nhận được nhiều traffic ở mức chi phí thấp. Đây là lợi ích vô cùng lớn cho người bán hàng online, thưa các bạn. Ta tiếp tục tìm hiểu 7 nguyên tắc tối ưu hóa trang đích. Nguyên tắc thứ nhất, trúng đích targeting. Cụ thể, khách hàng tìm kiếm điều gì, tương ứng với từ khóa gì, ta nên cung cấp ngay cho họ cái đó. Vì vậy, quảng cáo cần được dẫn về trang đích tại đó cung cấp giải pháp chính xác cho vấn đề mà khách hàng đang tìm kiếm. Ví dụ, khách hàng đang tìm kiếm với từ khóa túi sách da thì quảng cáo phải dẫn về chuyên trang túi sách da chứ không phải trang chủ hoặc trang túi sách chung chung. Sai lầm phổ biến mà nhiều người bán hàng online mắc phải là dẫn quảng cáo không trúng đích, tức là về trang không đúng với nội dung tìm kiếm. Khi đó khách hàng thường rời khỏi website mà không mua hàng. Lúc này, chi phí quảng cáo để thu hút khách hàng hoàn toàn lãng phí. Nguyên tắc thứ hai, nhất quán giữa thông điệp quảng cáo và thông tin tại trang đích. Khi khách hàng nhấp chuột vào một quảng cáo, điều này có nghĩa họ quan tâm đến thông điệp hoặc quyền lợi mà ta giới thiệu. Vì vậy, ta cần quy hoạch thông tin tại trang đích sao cho họ thấy ngay lập tức các thông điệp hay quyền lợi mà ta quảng cáo. Điều này giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi thành công. Ngược lại, nếu khi đến trang đích, khách hàng không thấy những quyền lợi như được quảng cáo, họ có cảm giác bị lừa và rời khỏi website ngay sau đó. Ví dụ, nếu quảng cáo AdWords đề cập đến discount 40%, thì tại trang đích mức discount 40% phải được thể hiện rõ ràng để khách viếng thăm có thể thấy ngay lập tức. Hoặc nếu quảng cáo đề cập đến khuyến mãi, mua túi sách da tặng bóp đầm, thì tại trang đích quyền lợi tặng bóp đầm phải được thể hiện rõ ràng nguyên tắc thứ ba tối ưu hóa trang đích cho mục tiêu đặt ra trước tiên ta cần đặt ra mục tiêu cho mỗi trang đích ví dụ đăng ký email để nhận ebook nhằm phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng hay đăng ký email để nhận coupons hay bán hàng khi đó trang đích cần được quy hoạch để dẫn dắt khách hàng thực hiện hành động mục tiêu mà ta mong muốn cụ thể ta dành những vị trí nổi bật cho các thông tin dẫn dắt đồng thời loại bỏ những thông tin ít liên quan đến mục tiêu này để tránh làm khách hàng phân tâm giả sử mục tiêu của trang đích là khuyến khích khách hàng gọi điện thoại thì số điện thoại và thông điệp hãy gọi cho chúng tôi cần được đặt ở vị trí thật nổi bật với màu sắc nổi bật để khách hàng chắc chắn nhìn thấy nguyên tắc thứ tư thuyết phục thông tin hình ảnh càng thuyết phục hiệu quả của trang đích càng cao các nội dung quan trọng cần có tại trang đích để tăng tính thuyết phục gồm định vị sản phẩm, positioning, lợi thế bán hàng độc đáo, unique selling proposition, hình ảnh thuyết phục, lời kêu gọi hành động. Cách thức trình bày những nội dung này đã được giải thích chi tiết tại module 4. Mời các bạn ôn lại kiến thức tại đây. Nguyên tắc thứ năm, minh bạch, rõ ràng, đáng tin cậy. Muốn khách hàng làm ăn với ta, điều quan trọng là ta phải xây dựng được niềm tin, tiếng Anh gọi là trust với họ. Nhà đào tạo bán hàng hàng đầu thế giới Zig Ziglar có câu: If people like you, they will listen to you, but if they trust you, they do business with you. Nghĩa là nếu một người thích bạn, họ sẽ lắng nghe bạn, còn nếu họ tin tưởng bạn, họ sẽ làm ăn với bạn. Vì vậy, lòng tin (trust) là yếu tố hết sức quan trọng để thành công trong kinh doanh. Các yếu tố cơ bản giúp tăng thêm lòng tin của khách hàng vào một website gồm: giới thiệu, giúp khách hàng hiểu ta là ai, kinh nghiệm sản phẩm của ta có gì khác biệt. Thông tin liên hệ, cam kết chất lượng là cam kết của ta với chất lượng sản phẩm. Khách hàng nói với chúng tôi là các nhận xét đánh giá của khách hàng về chúng ta. Cách thức trình bày những nội dung này đã được giải thích chi tiết tại module 4. Nguyên tắc thứ 6, thân thiện với Google. Các website có thông tin được trình bày thân thiện với Google sẽ được Google cho điểm chất lượng Quality Score cao hơn. Nhờ vậy chúng có thể thu hút được nhiều traffic hơn ở mức giá thấp. Thuật ngữ gọi điều này là Google Friendly, nghĩa là thân thiện với Google. Để thân thiện với Google, một cách cơ bản ta cần đảm bảo. Địa chỉ URL dễ đọc, tiếng Anh gọi là Friendly URL. URL Friendly là URL có thể đọc dễ dàng và chúng có chứa các từ mô tả nội dung của trang web. Một URL có thể Friendly theo hai cách. Thứ nhất là giúp người sử dụng dễ dàng nhớ địa chỉ hoặc mô tả trang web giúp Google hiểu được tính chất của trang web đó. Đây là ví dụ về một URL friendly, thân thiện và một URL unfriendly, không thân thiện. Ta thấy URL không thân thiện chứa những ký tự mã loằng ngoằng không thể đọc được. Còn URL thân thiện thì có thể đọc được, có ý nghĩa rõ ràng. Thứ hai, ta cần đảm bảo trang đích không sử dụng Flash. Vâng, robot của Google không thể đọc được các nội dung chứa trong Flash. Vì thế mà Google cho điểm chất lượng thấp cho các trang sử dụng Flash. Nguyên tắc thứ 7. Trang đích khác nhau cho các nhóm quảng cáo khác nhau. Đôi khi cùng một sản phẩm, nhưng khách hàng có thể sử dụng những từ khóa khác nhau để tìm kiếm. Ví dụ, tiếng Anh đàm thoại, tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh nghe nói. Khi đó, để tối hóa hiệu quả, ta có thể tạo ra các trang đích khác nhau cho mỗi từ khóa Mỗi trang đích được viết nội dung tối ưu cho từ khóa liên quan và chúng có địa chỉ URL khác nhau. Nhờ đó các trang đích mới phát huy tối đa hiệu quả cho từ khóa liên quan. Sai lầm phổ biến của nhiều nhà quảng cáo AdWords là sử dụng chung một trang đích cho nhiều nhóm từ khóa khác nhau. Vì vậy mà hiệu quả thấp. Hãy mạnh dạng tạo ra nhiều trang đích khác nhau với nội dung được tối ưu hóa cho các nhóm từ khóa khác nhau các bạn nhé tôi xin tóm tắt một số nội dung chính của bài học kiến thức quan trọng đầu tiên mà tôi muốn các bạn ghi nhớ là tầm quan trọng của trang đích landing page trang đích là nơi bán hàng thực sự diễn ra có thể khẳng định trang đích không hiệu quả đồng nghĩa với bán hàng thất bại nếu trang đích không hiệu quả thì toàn bộ chi phí marketing để thu hút khách hàng đều tan theo mây khói vì khách hàng đến website sẽ rời khỏi mà không mua hàng khi đó dù viết quảng cáo AdWords có thu hút bao nhiêu đi nữa, vẫn là vô nghĩa. Ngược lại, trang đích hiệu quả sẽ giúp thu hút khách hàng và bán hàng hiệu quả, lợi nhuận cao. Người bán hàng online cần quy hoạch thật cẩn thận trang đích. 7 nguyên tắc để tối ưu hóa trang đích để tăng hiệu quả quảng cáo AdWords là trúng đích, targeting, nhất quán giữa thông điệp quảng cáo và thông tin tại trang đích. Tối hóa trang đích cho mục tiêu đặt ra, thuyết phục minh bạch rõ ràng đáng tin cậy thân thiện với google và trang đích khác nhau cho các nhóm quảng cáo khác nhau